Nơi đó đến cả hai vị đại tôn yêu tộc đều cảm thấy gian nan giải, chắc không phải là nơi tốt lành. Tiểu tử, ta thực lực thấp kém, vào trong đó chỉ e là thập tử nhất sinh. Ta đâu có bắt ngươi vào trong, chỉ muốn vị phu nhân phía sau ngươi kia vào trong đó thôi. Ngươi hoàn toàn có thể ở lại lập ngươi mộc phủ, binh sĩ yêu tộc ta sẽ đón tiếp ngươi. Nếu cảm thấy nhàm chán, ngươi có thể về thánh địa ngay bây giờ, không ai ngăn cản ngươi đâu. Vậy sao được, mẹ dung cùng ta đến đây tất nhiên sẽ cùng nhau về. Tên tiểu tử này, nói đi, ngươi muốn điều kiện gì mới đồng ý? Chúng ta là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỗ này của yêu tộc các ngươi thâm sơn cùng cốc, trừ vài linh thảo linh dược ra căn bản không có thứ gì tốt. Linh thảo linh dược thì hiện tại ta cũng không cần, ngươi muốn đi không? Tất cả đều ngươi theo sự sắp xếp của chủ thượng. Vậy thì đi đi, điều kiện gì? Nếu ta nói không có điều kiện, ngươi có tin không? Không tin, vậy được rồi. Bảo cô ta cười một cái cho ta xem, ngươi. Tên tiểu tử này, ha ha, được thôi, thái điệp cô lương đừng cho là thật. Nếu muốn đi thì mau đi thôi, sớm một chút xem tình trạng bên trong có thể giải quyết sớm được không. Vậy đi thôi, vù. Hừm. Tiểu tử, lần sau chớ có trêu đùa thái điệp nữa, cẩn thận cô ta trở mặt với ngươi đó. Không có lần sau nữa đâu, ta cảm thấy sát khí đang tới sát ngay sau lưng rồi. Đôi khi bổn tọa cũng hết cách với cô ta. Trong ấn tượng của bổn tọa, dường như chưa từng thấy cô ta cười. Ngươi thực sự chịu được ngọn núi băng này à? Ngươi thì lợi hại rồi, khiến thủ hạ của mình dễ bảo hết rồi. Đó là ta dùng nhân cách của ta để chinh phục họ. Nói khoác mà không biết ngượng mồm. 3 ngày sau, đó không phải là lối vào thông địa hư không đấy chứ? Đúng vậy, đó chính là lối vào. To vậy sao? Đôi lòng, sao lại tới chậm như vậy? Lão Ngưu sốt ruột chết đi được. Tìm người cũng cần có thời gian chứ, mới có 7-8 ngày thôi, ngươi sốt ruột cái gì? Đây là viện binh mà ngươi tìm đến. Nữ nhân này thì còn được, nhưng tên này để làm gì? Còn chưa tới nhập thánh cảnh đến đây làm gì? Tìm đường chết à? Hắn quả thật chưa tới nhập thánh cảnh, nhưng cứ xem chi tiết đi, nó không chừng có thể phát hiện ra được điều gì đó thú vị. Điều thú vị? Nơi thú vị, nhìn ra rồi. Ngươi là ai? Tại sao mà con người có thể có yêu khí thần chí như vậy, thậm chí chính thông hơn cả yêu khí của bọn ta? Ta cũng không rõ lắm, có thể liên quan đến thú hồn kỹ và hắn tu luyện. Thú hồn kỹ thế nào, triển khai ra cho lão Hưu xem. Xoẹt. Đây là tiểu tử, hôm khác đến lãnh địa của lão Hưu ta, chúng ta có thể làm quen thân mật hơn. Ha ha, thú hồn kỹ của hắn đúng là ẩn chứa khí tộc tiên tổ của tộc các ngươi. Quan sát rèn luyện kỹ càng, nó không chừng lại có lợi ích lớn cho ngươi. Có điều tiểu tử này hắn có mưu đồ riêng, lão nhiều ngươi chuẩn bị cho tốt. Ha ha, được rồi, không tán gẫu nữa. Các ngươi muốn thân thiết, đợi lần này xong việc đi rồi hãy thương lượng, lão nhiều giới thiệu cho ngươi. Tiểu tử này chính là tân thánh chủ Dương Khai của Cửu Thiên Thánh Địa, trước đó tao nói với ngươi. Ồ, ngươi chính là thánh chủ mới à? Vị phu nhân này bên cạnh hắn là thuộc hạ của hắn, ma tộc Lệ Dung. Lần này chúng ta phải dựa vào sức mạnh của cô ấy để phá giải huyền bí, trong đó lão lưu ngươi chờ lát nữa vào trong, đừng có hành sự lỗ mãng, biết rồi. Tiểu tử, ta hỏi thêm một câu, ngươi chắc chắn muốn vào trong chứ không chờ bọn ta ở bên ngoài chứ? Ngươi phải hiểu, thật sự sẽ gặp nguy hiểm, ta và lão Ngưu đều không chắc chắn là quan tâm ngươi được đâu. Đến lúc đó ngươi chỉ tạo gánh nặng cho vị phu nhân mà ngươi đưa đến này thôi, làm không tốt hai người đều sẽ gặp chuyện. Đại tôn yên tâm, không cần mọi người lo lắng. Vậy thì đi thôi. Dùng thần niệm thăm dò một chút, sau khi hư không nứt vỡ có vết tích đoạn lưu, có lẽ chính là thứ này khiến lối vào trở nên không ổn định như vậy. Đi. Lão Ngưu, nhớ lần trước chúng ta vào đi từ hướng nào hay không? Ta sao biết được, nơi này tối hôm lão phu ta vốn dĩ ngu đường, hơn nữa nơi này còn có chút lực hút kỳ lạ khiến người càng hành động chậm chạp hơn. Thái điệp thì sao, cô nhớ không? Không gian ở đây rất là hỗn loạn, kể cả các ngươi nhớ phương hướng lúc đó bây giờ cũng là không đúng. Đi theo ta. Làm thế nào, hay là không theo? Ngươi nói gì đi, theo. Tiểu tử này bộ dạng tự tin như vậy, nhất định là có phát hiện gì đó. Mẹ nó, lần này nếu chết
toàn do lôi long tên khốn nạn đó, mấy tên khốn nạn đó hại. Kể từ ngươi rốt cuộc là có chắc không vậy? Đừng đưa bọn ta vào đường chết đấy, ha ha, dựa vào vận khí mà thôi. Cái gì? Vô Tư thì thẳng như vậy trong không gian hỗn loạn thế này, xem ra tiểu tử này rất là tự tin đấy. Sao vậy? Đây là người của yêu tộc các ngươi đúng không? Là người của lão Ngưu ta. Trước đó vài ngày, lúc lần đầu tiên vào đây, thủ hạ của ta và Lôi Long đã tử mạng ở đây, bị cuốn vào đoạn lưu kỳ quái này rồi biến dạng. Nhưng sao thi thể lại xuất hiện ở đây? Không gian nơi này rất là hỗn loạn. Các người nghĩ nơi này cố định không thay đổi hay sao? Thực sự là sai. Vì lần trước các ngươi vào đây hẳn là xung quanh vị trí hiện tại của chúng ta. Vậy lối vào đó chẳng phải là đang ở gần đây hay sao? Chắc vậy. Bên này, Lôi Long kể từ này trước kia có phải đã từng đến đây hay không? Không biết, dù sao cứ đi theo hắn đi. Vốn nghĩ lần này hắn đến đây chỉ là vướng chân, nhưng không ngờ giờ phải cậy nhờ năng lực của hắn. Đúng là thú vị. Không phải cho ngất phải rồi đấy chứ? Là lối vào đó. Đợi đã, chủ thượng, chúng ta thăm dò trước đi. Cẩn thận một chút, nơi này rất là kỳ lạ. Đây chính là nơi khắc ma văn đó. Nhưng đừng nhìn chăm chú quá lâu, nếu không có thể chết người đấy. Tiểu tử muốn chết à? Tiểu tử thối, không phải đã bảo ngươi đừng nhìn quá lâu rồi sao? Ma văn kia tuy bị khắc ở đây vô số năm, nhưng vẫn lưu lại một luồng khí nhạt của đại ma thần. Đừng nhìn nữa, ta biết rồi. Thần không biết rốt cuộc là chữ do ai viết. Ai viết để lại? Thủ đoạn như vậy thực sự là đáng sợ. Nhất định là một vị cao nhân của ma tộc. Hơn nữa rất có thể là đại ma thần trong truyền thuyết. Đi về phía trước đi, xem phía trước rốt cuộc là ẩn giấu bí mật gì. Tiểu tử này nó không chừng trước đó đã từng đến nơi này. Tiểu tử, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Ta hoàn toàn không biết gì cả. Có biết gì thì cứ nói ra đi, đừng giấu giếm. Nếu biết thì chắc chắn ta sẽ nói ra. Lần trước ta và lão Ngưu đã lui về từ chỗ này. Ở đây nhìn thế nào cũng thấy rất là kỳ lạ. Thật sự không biết bên trong đang che giấu sức mạnh gì. Đây. Wow. Wow. Tốt nhất đừng dùng thần niệm để thăm dò đối phương. Nếu như tao đoán không nhầm thì phía dưới mặt nạ người kia đang trôi nổi kia, toàn bộ đều là thần hồn linh thể. Thần hồn linh thể không sai. Một cái mặt người chính là thần hồn linh thể của một cường giả. Không biết là do kẻ nào đuổi đánh tới tận đây. Lần trước lúc tới đây, ta không cẩn thận phóng ra thần niệm để thăm dò bên dưới, lập tức bị bọn họ kéo xuống dưới. Có rất nhiều trong bọn họ kiếp trước từng là cao thủ chân cơ ta. Một khi bị thần hồn linh thể này dính vào, sẽ không cách nào thoát ra được, cuối cùng trở thành một phần lưu lạc bên trong bọn họ. Ngươi nói có bao nhiêu người trong trong số họ kiếp trước đều là cao thủ không thua kém gì ngươi? Rất nhiều. Nếu như tiếp tục tiến về phía trước, chỉ có thể men theo những bậc đá này để đi lên thôi. Nên hay không, đều đã tới đây rồi, tiếp tục tiến về phía trước. Không điều tra rõ nguyên nhân, bổn tọa không thể quay về. Tiểu tử, ngươi đi theo Lôi Long, lão người ta sẽ ở nó phía sau. Vù, chuyện gì vậy? Kích hoạt cơ quan gì đó rồi sao? Đi mau. Không ai rồi, mục tiêu của bọn họ là tiểu tử này. Chủ thượng. Nha, chủ thượng. Trong thức hải của Dương Khai, xoẹt. Đi nhanh lên, còn ngươi ra đấy làm gì? Ngươi không sao cả. Nếu ngươi không đi thì tất cả mọi người đều gặp chuyện đấy. Xoẹt. Đây là một khu thực địa khác. Thật là một nơi cổ quái. Hình như chỗ này không có một nguy hiểm nào đâu. Tạm nghỉ một lúc đi cũng được. Mày chết mất. Hai vị đại tôn đang hoài nghi tiểu tử đang bị đoạt xá rồi phải không?
Không tệ, ta và lão Ngưu đều đoán vậy. Nhưng mà nghe cách nói chuyện của ngươi thì có vẻ như chưa bị những linh thể này, những linh thể thần hồn này đoạt xác. Tất nhiên là không rồi. Tiểu tử, bổn tọa thật sự nghĩ mãi không ra, rốt cuộc thì ngươi có thủ đoạn gì có thể ngăn cản những linh thể này quấy rối vậy? Có gì có thể chứng minh không? Nếu không có cách nào để chứng minh rằng ngươi vẫn còn là người kia, vậy thì bổn tọa đánh giam cầm sức mạnh của ngươi, hy vọng ngươi sẽ hiểu. Đạo tôi muốn ta chứng minh thế nào? Miễn là ngươi có thể chứng minh rằng mình vẫn là con người lúc trước thì dùng thủ đoạn nào cũng được. Không cần chứng minh, ta có thể cam đoan rằng ngài ấy vẫn là chúa thượng. Tại hạ không bao giờ nhầm ngay cả người mà chính mình hầu hạ đâu. Được rồi, vậy bọn ta sẽ tin tưởng lời của vị phu nhân này. Bọn ta cũng không muốn thấy ngươi bị đoạt xác. Hai vị đại tôn cũng là có ý tốt, ta hiểu mà. Lạ thật, hình như chúng ta cứ đi mãi xung quanh một chỗ. Ta cũng thấy vậy. Chúng ta như đang đi thẳng trên một con đường không có điểm cuối vậy. Không biết là từ lúc nào. Chúng ta tới đến giờ đã bao lâu rồi? Nếu biết trước thế này thì ta đã không vào đây thăm dò rồi. Bây giờ ngay cả đường ra cũng không thấy. Hả? Hơi thở phía sau là. Hả? Đây là ngộ đạo. Hình như đang có dấu hiệu sắp đột phá rồi. Phiền các vị ở bên này chờ một chút, không sao. Nhưng vì sao lúc này mà cô ta lại đột phá? Có phải là đã phát hiện ra thứ gì đó có lợi cho tu vi hay không? Mấy ngày hôm nay cô ấy cứ nhìn lên bầu trời mãi. Có phải là những ánh sáng lấp lánh kia ẩn giấu một số bí mật gì đó không? Trên trời cũng có thể. Khi sức mạnh đạt đến mức này, một phát hiện tình cờ có thể khiến sức mạnh của cô ấy tăng lên cực kỳ nhiều. Thế thì lão Ngư cũng nhìn để xem có thể trở nên mạnh hơn hay không. Đến lúc đó lôi long ngươi cúi đầu trước ta đi. Duyệt. Chỉ dùng sức mạnh của xác thịt mà đã ngăn chặn được nguồn năng lượng hủy diệt. Thế này thì không được rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy có thể bị uy năng của trời đất hủy diệt. Đúng thế. Cơ thể của yêu tộc ta là cứng nhất trên đời. Cho dù là ta vào lôi long cũng không dám hấp thụ năng lượng của trời đất mà không phòng vệ như vậy. Cô ấy làm như thế khác gì đang tự đào mồ cho mình. Đừng lo lắng, cô ấy chịu được. Thủ hạ tốt như vậy mà đánh mất ở đây, có không giữ mất đừng tìm nhé. Cô ấy làm được mà. Hay. Dẹt dẹt. Đây. Nhập thánh cảnh tam tầng. Chắc không sai đâu. Có lẽ cô ấy chính là tộc người trong truyền thuyết. Chủ thượng, ta đã tới nhập thánh cảnh tầng 3 rồi. Lần này tới đây là không vô ích, đã làm phiền các vị đại đâu. Chuyện nhỏ thôi. Không cần nói thế, xin chúc mừng phu nhân đã đạt được thành công bước đầu trong lĩnh vực này. Sau này mong hai vị đại tôn sẽ chỉ giáo nhiều hơn. Đương nhiên, nếu như sau này phu nhân có thời gian cứ đến nơi mộc phủ, chúng ta có thể luận bàn một phen. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người sử dụng cơ thể để tiếp nhận uy năng của trời đất. Mấy hoa văn trên mặt cô lúc đó là gì thế? Ta thấy não nghiêu, mấy lời linh tinh nói nhiều quá. Người đào mới bí mật của người ta làm gì? Ha ha, hỏi chút thôi. Tại ta tò mò ấy mà. Ta nghĩ hình như chúng ta lạc đường rồi. Cảnh vật nơi này chỗ nào cũng giống chỗ nào. Sao ngươi biết là chúng ta bị lạc? Lúc nãy chúng ta đã đi qua chỗ này rồi. Bộ xương khô này chính là bằng chứng tốt nhất. Không phải chứ, vậy bây giờ phải làm sao? Các ngươi nghĩ thử xem có cách nào để chúng ta rời khỏi nơi này trước không? Không cần nói về việc tìm hiểu bí ẩn của nơi này nữa. Dù sao cũng phải tìm đường về đã. Ngươi dẫn đường. Ngươi không có cách nào thì bọn ta làm gì được. Có phải là lỗi của bổn tọa đâu. Chuyện đến nước này rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổ lỗi lên người của bổn tọa? Bình tĩnh một chút đi, đừng sốt ruột. Hãy tìm cách giải quyết vụ đường. Quyết vụ đường trước đã. Giải quyết thế nào? Tiểu tử ngươi có kiến đường gì không? Theo ta thấy chỗ này chắc hẳn là đã bị ai đó bố trí thành mê trận. Chỗ này có xương khô, hẳn là có võ giả vô tình lạc vào rồi bị vây chết ở đây. Ta cũng nghĩ vậy. Ây à, ngay cả nhập thánh cảnh tam tầng chúng ta cũng không thể phá giải nổi. Bổn tọa càng ngày càng thấy chỗ này có liên quan đến ma thần trong truyền thuyết. Trừ hắn ra chẳng ai có thể làm được trình độ này. Có phải là tách nhau ra để tìm được hay không? Không được, quá nguy hiểm. Chuyến đi này thật là xui xẻo. Sau này lão ngư đây sẽ không bao giờ tùy tiện bước vào thử huyền thế giới nào nữa.
Hả? Bây giờ phải làm sao đây? Thần thụ truyền tin. Sao thế? Ra ngoài. Có vài điểm kỳ quái. Lại là hai viên đá đen xì kia. Mộng trưởng quầy đã đó ở đây. Mộng trưởng quầy đã ở đây. Hoặc là đã từng ở tới đây. Nơi này. Thiên hành cung. Tại sao đột nhiên lại có phản ứng này? Cửu thiên thánh địa cách đây không xa. Nếu nói là mộng vô nhai đã từng đến đây vì lý do gì đó thì lão đến cửu thiên thánh địa chỉ vì tiện đường đi ngang qua, chứ không phải là đến bái phỏng cửu thánh chủ. Vậy tất cả mọi chuyện đã được giải thích rồi, chủ thượng. Tiểu tử, có phải là đã phát hiện ra điều gì đó rồi không hả? Cái này có tính không? Tạo hình của bí bảo này rất là cổ quái, như một tòa cung điện vậy, rất giống một thứ mà ta biết là bí bảo của một cao thủ nhân tộc. Tiếc là người này đã chết trận mấy trăm năm trước rồi. Sao nó lại đây là thiên hành cung? Đại tôn biết, đây thật sự là thiên hành cung. Tiểu tử ngươi có được từ đâu vậy? Đôi năng bí bảo này rất là ghê gớm sao? Bí bảo không là gì cả, then chốt là chủ nhân vốn dĩ của nó rất là ghê gớm. Đại nhất cao thủ của nhân tộc năm đó, Mộng Vô Nhai. Cái tên này lão người ta hình như cũng từng nghe qua. Ngươi đương nhiên là nghe nói đến rồi. Còn nhớ huyết sao đại tôn không? Đương nhiên là nhớ rồi. Lão Ngưu khi vẫn còn chưa hóa hình, huyết sao đại tôn đã giành chấn yêu tộc rồi. Nhưng sau đó không biết sao lại không biết vì sao lại chết. Đúng rồi, ông năm đó chính là thuộc hạ của huyết sao đại tôn đúng không? Cái chết của huyết sao đại tôn có liên quan đến chủ nhân của bí bảo này. Bị người tên là Mộng Vô Nhai kia giết chết sao? Không phải, chỉ là đại chiến của hai người. Huyết sao đại tôn trong một thời gian nén hương đã bị đánh bại, thân mang trọng thương, cuối cùng đã ra đi. Huyết sao đại tôn sau khi chết, Bổn tọa mới tiếp nhận đại tôn chi vị, trở thành thống lĩnh một phương của yêu vực, một nén hương. Thực lực của huyết sao đại tôn năm đó có lẽ không phân cao thấp với hai chúng ta bây giờ. Năm đó khi hai người đại chiến, Bổn tọa ở sát bên quan sát. Thủ đoạn của Mộng Vô Nhai đó thật sự là kinh thiên động địa. Thực lực siêu quần, cao đại soái khí. Tiểu tử ngươi ngu ngốc vô dụng, còn muốn theo đuổi đồ như của ta, làm mơ đi. Kiệt sĩ bao che đen tối. Sau đó bổn tọa đặc biệt nghe ngóng được mới biết tên đó là đệ nhất cường giả của nhân tộc, không ai có thể đấu lại với hắn. Mà thiên hành cung này chính là thứ của Mộng Vô Nhai. Vì cái chết của huyết giao đại tôn, cho nên bổn tọa luôn rất để ý động tĩnh và tung tích của tên đó. Đáng tiếc nghe nói hắn về sau chạy đến Ma Cương đi tuyên chiến với Ma Tôn hiện tại, cuối cùng chiến đấu một mình chết ở đó. Tên đó cũng là một người tài vô môn vô phái, hình như là tu luyện một mình, không phải là truyền nhân của ai. Bổn tọa hiện giờ nghĩ tìm người báo thù cũng chẳng có đường nào. Tiểu tử, ngươi có được bí bảo này từ đâu? Hắn để lại cho ta, ông có tin không? Mấy trăm năm rồi, hắn bây giờ vẫn còn sống. Nếu hắn còn sống, sao không gây ra động tĩnh gì được? Tạm thời không nói về hắn, thiên hành cung tại sao luôn lập lòe ánh sáng? Đúng vậy, hơn nữa người phát hiện ra gì rồi? Có lẽ có cảm ứng được khí tức của chủ nhân của mình. Hắn không phải là thực sự còn sống chứ? Ông thấy tôi giống là lừa đảo sao? Nói như vậy, chỉ cần đi theo chỉ dẫn của thiên hành cung là có thể tìm được Mộng Vô Nhai, cũng có thể rời khỏi mê trận. Để ta thử. Khà khà, cũng không biết mộng não căn bản rốt cuộc có ở nơi này không. Nếu chỉ là từng đến đây, lần này lại không thể tìm được hắn và tiểu sư tỷ rồi. Tu Nhan đã tìm được rồi, địa ma thì không cần lo lắng. Chỉ cần tìm được tiểu sư tỷ, vậy mục đích đến đây đã đạt được rồi. Phương hướng không sai, có lẽ là gần đây được, là ở gần đây, chủ thượng. Đây nè,